Trong căn nhà nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Washington, ông Thìn Nguyễn, một người cao niên gốc Việt, giờ đã có thể yên tâm. Mặc dù gia đình không có quá nhiều người, nhưng trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan, những ngày vừa qua con cháu trong nhà đã giúp ông mua một lượng lương thực cùng thực phẩm đủ dùng trong vòng 2 tháng mà không cần phải đi ra ngoài mua sắm thêm. Sau hàng chục năm sinh sống ở Mỹ và với bản tính cẩn thận, mỗi dịp thiên tai hay dịch bệnh như thế này, gia đình ông luôn tích trữ đầy đủ mọi thứ nhu yếu phẩm để phòng trường hợp xấu nhất. Vâng, bây giờ anh quay ở trước nhà tôi đi, mới mua gọi là 5-6 bao gạo này, rồi mua cả 10 thùng mì này, thì tôi nghĩ rằng mình cũng ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Tại tôi cũng khuyên tất cả mọi người, nếu như mà để cho gia đình mình nó khỏi lo lắng đó, thì bây giờ mình nên đi chợ để mua gạo, mua cơm, mua mắm, mua muối để mà tích trữ trong nhà, nếu như khi cũng có chuyển ra nữa đó, thì trong gia đình mình cũng có đầy đủ để mà ăn trong những ngày tháng mà bình dịch này. Đến với Costco, hệ thống bán sỉ lương thực, thực phẩm và đồ nhu yếu phẩm lớn tại Mỹ những ngày này, nhiều người sẽ không khỏi giật mình khi thấy những gia đình gốc Á mua hàng chục bao gạo. Còn các quầy thực phẩm từ các loại thủy hải sản cho tới thịt bò, thịt heo cũng gần như hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí các loại nước uống đóng chai, bánh mì và giấy vệ sinh cũng không thể mua được nếu bạn chậm chân. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra tại hệ thống bán hàng khổng lồ này. Bên cạnh việc tích trữ lương thực, thực phẩm và đồ nhu yếu phẩm, thì việc tụ tập hội họp hay lui tới những nơi đông người hiện cũng được phần lớn mọi người hạn chế đến mức tối đa. Trong cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington, các hội đoàn tổ chức họp mặt mừng xuân cũng đã dời cái ngày họp mặt đến một thời điểm thuận lợi và an toàn hơn, là vì bây giờ không nên đến chỗ đông người. Nếu chỗ đông người thì chúng ta không biết là những người có thể là đi ra ngoại quốc rồi đi du lịch về rồi bị vướng, mà cái thời gian ủ bệnh từ 14 tới 24 ngày lận, thật ra cái người mang bệnh cũng không biết, nhưng mà bệnh đến gần thì lây lan. Hiện tại ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dương tính với virus corona, nhưng tiểu bang Washington đã có 6 người chết vì COVID-19. Và với thói quen phòng hờ trường hợp hữu sự bất chắc, nhiều người đã đổ tới các khu chợ bán thực phẩm và đồ dùng gia đình để mua tích trữ nhu yếu phẩm trong nhà. Trong những thời điểm bão tuyết xảy ra, việc tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng thường được cư dân miền Đông Hoa Kỳ thực hiện. Còn đối với ông Thìn, ông cho biết trong những tuần tới đây, ông có thể ung dung sinh hoạt trong nhà với số lương thực, thực phẩm đã trữ sẵn trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lan rộng.